Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khải Gaming. Và Duy Khải chúc anh em một buổi xem video này vui vẻ lắm ơi. Ở video này thì Khải trung gian một cái ngập bội may mắn 5 anh em. Ngập bội may mắn 5. Bội may mắn 5 dòng 1 với giá 2 mơ. Thì anh bên ông Khánh Nguyễn bên bang mình ổng mua anh em. Thì đây là đặt bán, đây là người bán. Duy Khải Gaming DM ban trụ ngáo. Rồi, đấy. Người ta đang chết ạc nè. Rồi. Cái như ngập bội may mắn 5 dòng 1 thì phải. Bội 5. Đây đúng rồi. Bội Việt Nam may mắn 5 dòng 1. Thôi chụp hình xác nhận với người ta đó. Đúng ạ. Bên này bên bán nè em ơi, đúng không ạ? Bán với giá 2M nè em ơi, 2M. Cái này Khải trung gian thì Khải lấy 5%. Trung gian dùm Khải lấy 5%. Rồi, đúng ạ. Rồi, ok. Khải đã nhận được hàng nè em ơi. Được Khải bị em Khánh. Được Khải bị em game, cho Khải Momo hạch ra tờ em chuyển tiền 2M đúng không? Khải biết em người kia qua vô cho cái ngập bội luôn nè. Alo. Tôi đưa điện thoại ba nhanh tin ơi. Thế công bằng. Sa khu đưa trở về sang tân. Trong vu quy nói lên khiến ta đau lòng. Anh em mang về dự hôn lễ. Đây. Ngày xưa nơi đây nguyện là hôn kết xưa. Xin chào tất cả. 15 năm có mấy chữ tình mà sao ta vẫn vương nhớ nhung hoài. Tìm em trong phòng ba gió sương hay trong giấc mơ. Hay trong giấc mơ. Cùng anh ở khắp nơi quy chung chi trai du hành. Trong khi đau em đang ở đâu. Rồi, đợi tới phường Hoàng Thành bắt giao dịch. À đi. Rồi đây rồi đây. Rồi, đã giao dịch ngọc bội. Rồi ok, để chút nữa em ơi. Ban cho BM game chưa? Đọc, à, tao em lên game đi. Đọc, à, tao em lên game. Để làm video mà. Tôi dịch anh, Khánh Nguyễn nào, ok. Khải ban tiền em ơi. 2 triệu. Đây cho anh em xem này, vừa ban tiền cho anh em xem cái ngọc bội. 2M nha em, ngọc bội này 2M nha. Phí 50k anh em. Lấy phí giao dịch trung gian anh em 50k. Rồi chuyển tiền nha, chuyển tiền này. Tết công ban. Chuyện ăn còn mới đúng. À.
Tết cùng bạn. Đây, Tết cùng bạn. Số tài khoản 19033633900015. Số tiền Trung Giang thì bánh 5. Nguyễn Tuấn Anh. Ok. Đúng. 905. Xong. Chết báo dùm tại video. Rồi xong nha anh em. Khả đã chuyển tiền xong cho bên bán rồi, bên mua cũng đã chuyển cho Khả rồi. Giờ Khả giao dịch thì ngập bội qua bên này. Dịch anh. Đây, ngập bội bánh nem này, giá 20. Đó. Nói chung là anh donate cho một kim nè. Anh donate cho một kim. Ok. Ok, thêm nhé. Có gì cần giao dịch cứ ghi em. Phí 5%. Thôi. Nên hai bên. Ok anh em, nói chung là giao dịch giùm anh em cũng được ít phí nè. Thì mình cũng rảnh rỗi gì đâu. Anh em tin tưởng uy tín thì cứ bị em Khả giao dịch trung gian thôi anh em. Thì vật phẩm giá trị thì không bao nhiêu, nhưng mà cứ theo cái giá trị của đồ thôi anh em. Ví dụ như anh em giao dịch trung gian 2 triệu thì Khả sẽ được 50k. Đó, chỉ Khả chỉ lấy phí 5% thôi anh em. 10% là 100k, còn đây Khả chỉ lấy phí 5% thôi. 5% thôi. Còn anh Khánh Nguyễn này anh donate riêng nè. Anh Khánh Nguyễn này anh donate riêng cho Khả một kim. Đó. Còn bên kia chịu phí, bên Thánh Cô chịu phí 5%. Ok này. Vui vẻ nhé. Đây. Ok, luôn. Có gì cần shipper hú. Khu vực Gia Lai. Ok, và cảm ơn em đã theo dõi video ngày hôm nay. Thì vừa rồi thì Khả Trung Giang ngập bội bánh 520 em ơi. Server này là server Đại Gia Sơn. Chân chủ đó là công thành chiến xưa chống cơm. Link tải của Khả có đợi ở dưới phần mô tả video. Server này là một server đồ rất có giá trị em. Khả Trung Giang khá nhiều món rồi. Hôm trước Khả có Trung Giang một cái nhẫn may mắn 5 dòng 2, 2.8 nữa. Mà cái lúc đó Khả làm video rồi mà đâm ra Khả không có quay được màn hình. Thì đâm ra lúc đó chỉ có tiếng thôi. Nên là Khả không up lên được em, lúc đó bị lỗi nè. Đó là video đó thì Khả không up. Nói chung Khả Trung Giang bữa được 4-5 món may mắn, 5-6 thôi nè. Ok, và anh em xem video này đừng quên cho một like, chia sẻ nha mọi người. Ok, bye anh em.